Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Ngay sau đây thì xin mời mọi người đến một cái video và trực tiếp người dân ở đó đến trò chuyện cùng với bà Loan trong câu chuyện. Tôi muốn đặt ra một điều là ở đây liệu các anh chị em có chức trách nhiệm vụ ở địa phương họ đã giải quyết câu chuyện này như thế nào, liệu đã thấu tình đạt lý hết chưa và đã làm nhiệt tình hết trong câu chuyện hay chưa. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng là cái câu chuyện nó sẽ là một cái chủ đề rất là nóng, và thực ra thì cũng xin thưa với tất cả các anh các chị và các bác là còn rất nhiều vấn đề trong câu chuyện nha, còn rất nhiều vấn đề trong câu chuyện mà chúng ta chưa biết hết. Dưới góc độ của những người đi tìm hiểu câu chuyện thì tôi cũng muốn để cho mọi người thấy được là đây là cái sự bức xúc của những anh chị em, của cô bác anh chị, người dân ở nơi sở tại. Chúng ta cũng hãy hy vọng rằng là bên phía những người ủng hộ cho chị Lịch, kể cả là anh em nhà chị Lịch, nếu cảm thấy chị Lịch có những cái điều nào đó mà đúng thì cũng hãy liên lạc với chúng tôi, hãy liên lạc với các anh em. Bản thân tôi có số điện thoại đó, và những anh chị em sẵn sàng xuất hiện để chia sẻ xem là cái việc đó là đúng hay sai. Và tôi nói ở đây tất cả không thể bao biện cho cái việc là mình đi mình làm dấu làm dúng, hoặc là mình làm những cái điều mà nó trái với cái thuần phong mỹ tục, cái luân thường đạo lý hay cái đạo làm người. Chúng ta nói thẳng với nhau là các anh các chị có thể đúng về mặt pháp luật nhưng các anh các chị chưa chắc đã đúng về mặt tình người. Và đây là những cái lời mà những anh chị em người dân ở đó người ta đánh giá mình làm thế nào thì mình làm để cho người dân người ta thấy, người ta đánh giá, chứ tôi không có đi định hướng dư luận sai là sai, đúng là đúng. Quan điểm của tôi rất là rõ ràng, và kể cả những anh chị em trong câu chuyện. Và giờ đây thì mọi người đừng có nói cái vấn đề là anh này đúng, anh này đã giúp đỡ hết lòng hết ruột hết gan. Ở đây câu chuyện là mình nói thẳng luôn là ai đến cũng có cái mục đích của mình cả. Những cái mục đích của chúng ta thì chúng ta hãy để cho người khác, còn chừa đường sống cho họ, chừa cái lối đi cho họ nữa, chứ chúng ta không thể vì những cái gì đó mà chúng ta làm bất chấp nhé. Còn những người trong câu chuyện thì thôi, đánh giá thế nào đi đánh giá, thì mọi người cũng đã nghe em phân tích khá là nhiều rồi, thi thoảng để cho mọi người thấy rằng cái dư luận xã hội ở địa phương, ở gần nhà bà Loan như thế nào. Và tôi vẫn nhấn mạnh là để có cái sự công bằng thì những người anh em bên phía nhà bà Loan hoàn toàn có thể liên hệ với tôi hay những anh em chị em để đưa lên ý kiến của mình. Tôi không bao giờ tôi đứng theo cái kiểu là một chiều để bênh vực bất chấp. Tôi nói rõ là như vậy, nhưng tôi ủng hộ cho bác Loan, cho mẹ con bác Loan, họ làm những cái việc liên quan đến cái quyền lợi của họ. Và câu chuyện này nó khác những câu chuyện khác ở chỗ nào thì chúng ta sẽ phân tích với nhau ở một cái góc độ khác, một video khác. Mời mọi người đến ngay với cái này, điều mà những cô bác anh chị ở địa phương đến chơi với bà Loan chia sẻ. Và mọi người cũng hãy nhớ rằng là thời tiết ở ngoài Bắc bây giờ khá là lạnh. Khi mà các anh các chị ngồi trong nhà, chúng ta chỉ trích người ta, chúng ta trách móc mẹ con nhà bà Loan, thì chúng ta hãy nghĩ xem bản thân chúng ta, quyền lợi của chúng ta bị ảnh hưởng, thì chúng ta liệu đã giữ được bình tĩnh như họ hay chưa. Bây giờ mời cô chú chị và các bạn đến ngay với video xem để cảm nhận và đánh giá. Nhớ cho em xin một like, một cái like ngón tay chỉ lên và một đăng ký kênh chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Mà ông Quân ông cứ bảo đấy, giải hòa mà đấy, thằng Đạt giải hòa cái gì mà bây giờ giải hòa bây giờ ở đâu? Hôm vừa rồi giải hòa thì ở đâu bây giờ nó sang lên cái miệng nó ở đâu? Thế mà thằng Đạt nào mà cứ nói giải hòa cái gì ở đâu? Thế là nói đi ra cái xã mà thế thằng Đạt nó lại bảo là xã họ chứng nhận là như thế rồi, xã Đạt nó bảo là đấy là nó bảo đi lên chính cái thằng Đạt đúng không, tại bà Loan các bà đây này, đầu tiên nó về nó nói luôn hết đấy, tôi nói nhá, đầu tiên nó về nó cũng phỏng vấn tôi, nó bảo là bây giờ ấy, bây giờ cô như thế nào là đấy, tôi cũng nói sự thật như thế, đã kiểm chứng tôi rồi. Cũng nói như vừa nãy tôi nói đấy, thì rồi. Là đến lúc thằng Đạt nó bảo là thế thì nó sẽ nhận bà để nó nuôi, nó nhận bà làm con bà, gặp chủ tịch xong cuối cùng nhá, xong cuối cùng thì là nó quay 180 độ, 360 độ, nó quay như thế, 180 xong cuối cùng nó quay nó bảo là bây giờ nó ra đường nó còn hỏi ý kiến dân, nó bảo bây giờ ấy, liệu bây giờ tôi lấy lại miếng đất này 3 tỷ cho bà Loan thì dân làng có đồng ý không, tất cả làng trên xã dưới vỗ tay hoan hô bảo cảm ơn. Thì hôm nó về đấy, đây cuối cùng mà nó quay tiên lại nó lại bảo là bà ấy thế nọ thế kia, xin tiên, lỗi đầu tiên xin nó lỗi về nó hỏi thì tôi bảo là mẹ thằng Đạt chứ thằng Đạt này thằng ba que sỏ lá đầu tiên nếu nó mà nó làm lấy lại công bằng cho bà Loan mạng nhiều rồi lấy cộng cho bà Loan lấy hỏi tôi làm tiên bà Loan nhiều rồi mấy trăm triệu đấy, một người nói thôi cái vụ này nó phải lấy nó kiếm được mấy trăm triệu đấy, bà thì im tôi nói
tôi nói thật, có khi á cái lịch nó cho nó ăn tiền rồi đấy, cho nên nó mới lật là quay lại như thế đấy, nó ấn vào mồm nó rồi đấy. Thế bây giờ nó bảo là đạt đấy, xã phải kiểm chứng thì bảo đạt quay lại hỏi hỏi chủ tịch xã xem, xã đã xác minh như thế rồi. Nó xác minh như thế rồi, xã xác minh như thế, bây giờ yêu cầu nhờ thằng Đạt nó về đây, nó bảo nó làm cộng đồng. Còn đấy nhà tôi, nó cứu người, nó cứu người thế. Còn đấy nhà tôi, hai cái bộ hồ sơ chuyển nhượng cho bà, của bà Loan chuyển cho ông Quyết, bên này chuyển cho thằng Chiến, nhà tôi không được ký, mà bây giờ cũng có chữ ký của nhà tôi ở đấy. Thì đấy xem là để nhờ đến pháp luật xem là giải quyết như thế nào. Bây giờ nhà tôi không được ký rõ ràng nhá. Không phải là hai hồ sơ đấy, một hồ sơ là cho tự ký á. Chị Hải nói lại. Nói đi. Đấy bảo đấy, nhà tôi giáp danh, nhưng mà nhà tôi hai cái bộ hồ sơ, một cái là bà Loan cho thằng Chiến, một cái bà Loan cho ông Quyết, mà nhà tôi không được ký, trong đó tôi không được ký một chữ nào, mà bây giờ có chữ ký nhà tôi. Thì bây giờ đấy nhờ đến cộng đồng mạng là đến pháp luật xem là để giải quyết như việc ký như thế nào, hộ tôi giúp tôi xem là như nào. Không được ký đấy, qua hè đấy cũng xác nhận mấy ấy rồi. Mấy chó má thế nó bảo là còn giả cứ để cho đau con, nó bảo là đêm hôm ý nhá, cháu nói với bà cháu để cho đau cháu đít lên cho thấy thấm thấy nhục. Thế nào là nhục là có bảo hiểm. Ở hôm nó ra lần cái nó bảo để cho thế bà nào bà này chết nhục. Không có chỗ xong cuối cùng á. Bà ra chết cuối cùng. Con không có chỗ để bà xong cuối cùng ra là đã làm xong từ bao giờ rồi. Cháu làm xong rồi, nó thuê luật sư, nó đấy nó được lấy tiền chứ. Bà chết sẽ không có chỗ mà thắp hương. Cháu mới đưa đi viện, hôm sau cháu đưa đi viện. Hai mẹ con xuống nuôi nhau xong thế là cãi nhau ở dưới viện, thế là đưa nhau về nhục chưa? Xong từ đấy, đâu, nó bảo thế. Đâu đấy rồi nên đến nó nói hẳn hoi thế nhá. Còn đi đâu á, cái hôm mà ông Quân ông mời có giấy mời hôm đầu tiên đấy, bà này kiện này thì cũng có giấy mời tôi lên xã đấy. Tôi lên tôi cũng trình bày như thế. Tôi trình bày hẳn hoi như thế là nó đến nhà tôi nói như thế đấy. Còn bây giờ kể cả nhá, tôi nhờ cộng đồng mạng. Nếu mà các ông, các bà, các cấp lãnh đạo mời hỏi đến tôi cũng nguyên văn như thế, tôi vẫn nói lại sự thật, vẫn là thật chứ. Còn bây giờ tôi không nói sai cho nó được, không nói dối này tôi nói nhá, nếu cái sự việc nhá té ra bà Loan mất đất như thế này nhá, thì là mà nó không nói bà Loan như thế, hôm mà tôi hỏi bà Loan ở bên nhà con gái bà có cái loại nào loại này nó đến nó rút lưỡi tôi lâu rồi, cho nên tôi nói là có sự thật chứ không phải là tôi nói bừa. Nó ra xã bà Loan ra xã hỏi là cái hôm ra xã là hỏi tôi không ra xã hỏi mấy em ngoài chính quyền ở xã là tại sao không có Chiến nói nha, thằng quay để nói thế nào. Tôi là người dân, tôi là người dân ở đây tôi thấy những tôi nói với tất cả bà con dân làng này, những cái vấn đề bây giờ của bà là rất là bức xúc. Tôi là một người dân ở quanh ở đây thôi, tôi cảm thấy tôi rất bức xúc, là muốn là nhờ các cấp như vậy là chính quyền xã rồi huyện rồi các cấp tỉnh, nếu như không các cấp mà không giải quyết được thì lên cấp tỉnh, cấp trung ương để làm cho rõ cái vấn đề này cho bà cụ đấy. Chứ không để bây giờ như vậy là gần một tháng nay rồi như vậy là không giải quyết được cho bà ấy. Bà vẫn ở trên một cái túp lều ấy. Dân của chúng tôi cảm thấy rất là phẫn nộ. Đấy, nên tôi theo yêu cầu nguyện vọng của tôi là người dân làng ở đây đề nghị các cấp các ngành, các cấp có thẩm quyền, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh như vậy là về làm việc cái này cho lấy công bằng cho bà, không cho bà khổ tâm, dân làng đỡ khổ tâm. Cái lấy là cái một nhức nhối trong xã hội. Năm hết Tết đến rồi. Đấy, tôi ý kiến của tôi là tôi muốn là đề xuất cái vấn đề đó cho bà cụ sống ở trong cái khu 6 Đỗ Thiên Thanh Ba Phú Thọ này. Thì tôi nghe thấy một cái tiếng này là về cân lịch nó lại chuẩn bị đi xuất nhập cảnh đi nước ngoài. Tại hiện tại bây giờ bà Loan đang có là đơn khiếu nại cân lịch. Đi ai thì ông đi. Nào, không tôi chỉ hỏi công cơ mà. Ông nào có quyền có chức mà để làm một cái việc trái với lương tâm đạo đức như này để dám làm giấy tờ để cho lịch đi xuất nhập cảnh. Đi Đài Loan. Đấy. Thế bây giờ bà Loan đang khiếu kiện mà ông nào mà đứng ra làm giấy tờ visa hộ chiếu để cho lịch đi nước ngoài để thoát cái tội này đi vắng mặt. Làm gì có. Thì liệu là các cơ quan ban ngành pháp luật liệu là cảm thấy là những cái việc làm thấy có được hay không? Không ấy đâu, ai cho đi bây giờ. Chúng đi ngoài đường thôi mà nói chung là chúng là người dân ở đây. Cái sự phẫn nộ của dân này lớn lắm. Tại vì bây giờ công sức của bà của ông bà như thế mà bây giờ con dâu đối xử như thế, bây giờ là bán hết đất của bà đi thì bây giờ lấy đâu bà ở? Cái bây giờ muốn là kêu gọi như vậy là các cấp
chính quyền rồi như vậy là từ cấp dưới cấp trên lên cố gắng xem để như vậy là lấy lại sự công bằng cho bà. Chứ bây giờ không vào thì bất công quá rồi, kể cả dân làng bức xúc lắm, không làm được rồi. Tại vì cái là cái sự thật của bà ông bà đi. Đây là có âm mưu rồi. Chứ cái này là âm mưu thủ đoạn của những người lâu rồi. Đã dùng những cái tính toán âm mưu tính toán như là để có người chống lưng đằng sau. Để như vậy là thủ tiêu cái miếng đất của ông bà ấy, nghĩa là đi là tẩu tán để cướp tài sản của cướp tài bà sản ấy. Đúng rồi, cướp tài sản không chuyển sang dân tên đây bức xúc lắm, nhưng mà kêu lắm cũng không ấy, nhưng mà bây giờ này cái vẫn chữ phải ký là của Vũ Trọng Đại kia, anh ông đại không được ký mà cũng có chữ ký của thì khơi là tuyền mình là tuyền là người dân, và ông đại là ở làng sát bách hàng xóm, ông đại chả được ký mà chúng mình chỉ là người dân thôi, dân làng đây cảm thấy ăn không ngon ngủ yên. Đúng rồi, ăn không ngon ngủ yên. Vậy ra là mình bức không phải quá. Mình có mình không liên quan gì đến anh em cả. Nhưng mình là người dân người làng ở đây như vậy là không thấy như vậy là sự công bằng. Lấp liếm đi từ cấp nọ đến cấp kia, lấp liếm đi như vậy là băng bít để làm những cái việc như vậy là không chính đo đáng. Cho con để mà phụ dưỡng. Đấy, để phụ dưỡng để mà nuôi dưỡng. Chứ không phải cho con để mà đem bắn cho mẹ đẻ, để mẹ đẻ để tẩu tán tài sản đi. Trừ khi cho nó làm ăn nó thua lỗ, nó làm ăn nó thua lỗ thì nó bảo một câu phải không? Là tôi đấy con như bán, thế. Cả cho rồi bán cũng phải bảo bán bà, bảo bà là đấy con làm ăn nó thua lỗ. Bây giờ bảo cho con bán để con trả nợ trả nần. Thì đấy thằng này nó bảo nó thua ăn, nó không cần phải ăn lên đất. Và bây giờ là nó không hát gì thằng Biên Thảo ấy đấy, ư nó bảo bố mẹ nó. Thì đấy đầy làng nhiều người thế, làng mình đầy nhiều người thế, làng mình các cấp các ngành. Thực tế là bố mẹ đồng ý chấp nhận cho con bán làng này. Như là giúp đỡ bà ấy để lấy lại công bằng cho bà ấy, cho nhân dân đấy thì nhân dân mới yên tâm. Vẫn phải nhờ cơ quan ăn nói như thế, đừng có vài triệu bạc làm gì. Chắc là đi ra ngoài chị này, đi ra ngoài đường trái kìa, bỏ ra hỏi là cho bao nhiêu, vui danh dự với ông Hoàng Quang là 9 triệu xe vào cộng đồng mạng để chửi người ta là không được, là bố láo. Hôm nào cứ viết đơn mà kiện, ai người ta đã lấy 9 triệu của nó, không phải, làm nói như này. Đấy là lam nhục đấy. Đấy nhục là lam nhục em nói nhá. Đấy thì đến đây nhá, con người nó đoàn hoàng, nó xin phép, nó thắp hương cho ông Thắng. Quỳ, đúng không? Quỳ xuống trước linh hồn ông Thắng. Thế sao tại sao nó mất đức thế? Không. Thế là đấy là một cái bàn tay nó có là bảo bàn là tay che mặt tôi rồi. Bàn tay che mặt rồi. Bây giờ có tiền, có bao nhiêu tất cả đấy, có nhiều cái trò của nó cho làm ăn được thế. Nhưng mà cơ bản là giúp về cái mặt tinh thần cho bà ấy, để đi đòi lại công bằng cho bà. Không nói luôn với nó thế. Có nhiều công bằng là phải nhờ pháp luật, đúng rồi. Đi còn tìm những người còn tiền thì phải làm được. Có bao thì quý mà không có thì không sao. Chứ còn thằng Đạt, đợi thằng Đạt làm nào đòi công bằng cho bà không có thì không sao cả. Cộng đồng mạng nói là đúng chính xác. Cái pháp luật nhờ cộng đồng mạng kêu gọi đến pháp luật này. Thôi chỉ nhờ cộng đồng mạng kêu gọi. Không cần gì thì nói nốt nhá. Coi bà ấy cái hôm mà chắc là nó mua, không biết con gái bà ấy mua cho bà ấy cái nồi cơm, là cái nồi bé thôi. Thì chắc là nó cắt mất dây điện nào. Thế thì bà ấy sang ngoài nói chuyện thì tôi bảo là đem đến ông trưởng khu, đem đến hội phụ nữ. Thì chắc là cũng có sách đến. Thế đoạn giày trình bày là cái quạt, cái quần mua con gái mua cho cái quần về nó cắt mất một chân, cũng sang nói chuyện. Tôi bảo là bây giờ cái này thì thôi, nó nhỏ nhem thế trình bày thế, nhưng mà trách cái ông trưởng khu này, ông trưởng khu này thì không, nếu mẹ nó xô sát con, nó cướp trắng của người ta đất cát rồi lại bảo vẫn thấy bình thường. Chung là việc cái việc của bà Loan là toàn đất nước Việt Nam, cả thế giới nó biết hết rồi, sai hay đúng là tất cả toàn dân nước Việt Nam người ta biết hết, dân biết hết rồi. Bây giờ tôi chỉ là người dân thôi. Tôi trước hết là tôi nhờ các cộng đồng mạng này, các ban chính quyền này, từ huyện, tỉnh đến trung ương. Sau nữa là con sẽ nhờ nhân dân xã Đỗ Xuyên nhờ bác Trọng. Lò của bác đang là rất đốt rất nhiều rồi. Các những mối quan hệ to lắm mà bác đã dập được rồi. Bây giờ con chỉ nhờ bác Trọng nhúng tay vào cái việc này, hộ chúng con, hộ cái nhân dân xã Đỗ Xuyên này, để làm cho nó sáng tỏ vụ việc này ra cho bà Loan. Từ năm 1975, hai ông bà mua một mảnh đất hơn 700 m2 mà hai ông bà gồng gánh từ ngoài sông qua bờ đê đắp đến giờ này lên hàng bã bao nhiêu tỷ bạc. Bây giờ con dâu nó bán hết bà Loan ra khỏi nhà, thì con bây giờ con nhờ, trước hết là nhờ bác Trọng, bác là chục tỷ, là nhờ bác là người đứng đầu ở cái đất Việt, nước Việt Nam này, bác hãy cố nhúng tay vào nhờ để giải quyết cái việc này cho bà Loan.